Rồi hộp đèn của chúng ta đã hoàn thành, bây giờ chúng ta test này. Test đây là hai hộp đèn 4 nhân cho 1 m. 40 nhân 1 m là hai hộp ha. Cái này là 70 1 m, 3 4 hộp. Này là bao đẹp đâu, đẹp lung linh luôn. Này còn chỉ có vô những cái siêu thị lớn mới có những cái hộp đèn giống vậy. Còn dân thường chắc kiếm không ra. Tại nó hàng cấp cao mà. Đây, cái này là một bản là 80m8 NUV bắt lít phim, chất lượng cao. Cái màu mà bắt lít phim á, là chúng ta những cái hộp đèn siêu mỏng, chúng ta in màu sáng giống như này, màu mà đậm đậm như vậy thì nó đẹp. Còn nếu chúng ta in trắng không á, màu trắng trơn không, nó rất là xấu. Nó cũng là chất lượng đó, nhưng mà nó cái ánh sáng đèn lên nó không có gặp màu á, nó không có đẹp bằng như vậy. Nổi từng ly luôn á.